Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm Chúng Bài Giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sách chương trời sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học phép cộng có tổng là số chồng chục nha. Giờ mình sẽ làm câu số 1, tính tổng số chấm tròn theo mẫu. Như vậy là mình sẽ xem mẫu, ở đây là 10 chấm, ở bên đây nữa là 8, 10 cộng 8 sẽ 18. Phía dưới ở đây là 10, dưới 10 là 20, thêm 2 nữa là 22, có nghĩa là mình sẽ lấy 18 cộng 22. 18 cộng 22 bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính. Mình sẽ tính và tính sao cho hàng đơn vị khẳng cục của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cục của hàng chục. 8 cộng 2 bằng bao nhiêu? 8 cộng 2 bằng 10, mình sẽ biết 0 với 1. Hàng chục, 1 cộng 2 bằng 3 khi 1 lần 4. Như vậy kết quả sẽ là 40 nha. Giờ bây giờ mình sẽ xem câu 2, mình cũng làm tương tự như mẫu. Như vậy ở trên đây mình thấy là có bao nhiêu dấu chấm? Chấm tròn có 5 cái. Như vậy ở trên mình sẽ đặt phép tính, ở phía trên sẽ là số 5. Giờ cộng cho bao nhiêu ở phía dưới này? Như vậy mẫu cái này là 10 đúng không? 20, 30, 40. Giờ thêm 5 cái nữa là 45. Như vậy có nghĩa mình sẽ lấy 5 cộng 45 đúng không? Giờ như mình sẽ viết ở đây sẽ là 5 cộng 45. Mình sẽ đặt tính giờ tính sẽ cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống, từ hàng đơn vị cộng đơn vị. 5 cộng 5 bằng bao nhiêu? 5 cộng 5 bằng 10, mình sẽ viết 0 với 1. Giờ 5 cộng 5 bằng 10, mình sẽ viết 0 với 1. Hàng chục ra đây mình thấy là có số 4. 4 khi 1 bằng 5. Như vậy kết quả mình sẽ viết số 50 nha. Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ quay tiếp câu B nha. Giờ tiếp theo là câu B. Giờ mình sẽ làm tương tự như câu A. Bây giờ mình sẽ đếm xa bên. Bên đây phía trên sẽ có bao nhiêu chấm tròn? Mỗi cái khung này sẽ là 10, 20, 30, 40, 50. Giờ 1, 2, 3, 4. Vì 50 với 4 sẽ là 54. Như mình sẽ thực hiện phép cộng sẽ là 54. Giờ cộng cho bao nhiêu mình sẽ đếm ở phía dưới này nha. Như vậy mỗi cái này sẽ là 10, 20, 30. Giờ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 với 6 sẽ là 36. Như vậy có nghĩa mình sẽ lấy 54 cộng 36 nha. Giờ 54 cộng 36 mình sẽ đặt tính giờ tính sao cho hàng đơn vị khẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục khẳng cột với hàng chục. Giờ mình cộng từ hàng đơn vị nha. 4 cộng 6 bằng bao nhiêu? 4 cộng 6 bằng 10, mình sẽ viết 0 với 1. Hàng chục, 5 cộng 3 bằng 8 khi 1 là 9. Như vậy kết quả sẽ là 90 nha. Giờ như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ bắt tiếp câu số 2 nha. Giờ câu số 2 đặt tính giờ tính 16 cộng cho 44. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính sao cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị, hàng chục khẳng cột của hàng chục. Giờ mình sẽ tính nha. Giờ bây giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị trước nha. 6 cộng 4 là bao nhiêu? 6 cộng 4 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Giờ mình sẽ lấy hàng chục cộng chục. 1 cộng 4 bằng bao nhiêu? 1 cộng 4 bằng 5 khi 1 là 6. Như vậy kết quả là 60 nha. Tiếp theo mình sẽ lấy 38 cộng 52. Mình cũng lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục. 8 cộng 2 bằng bao nhiêu? 8 cộng 2 bằng 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Hàng chục, 3 cộng 5 bằng 8 khi 1 là 9. Như vậy kết quả sẽ là 90 nha. Giờ tiếp theo là 3 cộng 77. Mình cũng đặt tính giờ tính sao cho hàng đơn vị khẳng cột của hàng đơn vị nha. 3 cộng 7 bằng bao nhiêu? 3 cộng 7 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Hàng chục, 7 khi 1 bằng 8. Như vậy kết quả sẽ là 80 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như Khải, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3 mình sẽ viết theo mẫu. Như vậy mình sẽ xem mẫu ở đây. 63 thì sẽ 63 cộng 7. Như vậy là 63 mình sẽ tách ra là 60 cộng 7. Mình sẽ lấy 3 cộng 7. 3 cộng 7 thì bằng bao nhiêu? 3 cộng 7 sẽ là bằng 10 đúng không? Như vậy 60 cộng 10 thì sẽ bằng 70 đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm theo mẫu, có nghĩa là mình số này mình sẽ tách ra là hàng chục. 63 mình tách ra là 60 cộng 3 đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy 3 cộng 7 được 10. 60 cộng 10 bằng 70. Mình sẽ làm giống cái mẫu này nha. Giờ như mình sẽ làm câu A giống như cái mẫu trước.
như vậy là 31 thì mình tách z là 30 cộng 1 đúng không? 30 cộng 1 nha. Giờ bây giờ mình sẽ lấy 9 cộng 1. 9 cộng 1 thì bằng bao nhiêu? 9 cộng 1 bằng 10 đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ lấy 30 cộng 10. 30 cộng 10 thì bằng bao nhiêu? Bằng 40 đúng không? Giờ tiếp theo câu B mình cũng làm tương tự. 85 thì mình tách ra là 80 cộng 5 nha. Giờ mình sẽ lấy 5 cộng 5. 5 cộng 5 bằng 10 đúng không? Giờ 80 cộng 10 thì sẽ bằng 90. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu C. Câu C 68 cộng 2. Như vậy 68 mình sẽ tách ra là 60 cộng 8. Giờ mình sẽ lấy 2 cộng 8. 2 cộng 8 bằng 10 đúng không? Giờ 60 cộng 10 thì sẽ bằng 70 đúng không? Giờ tiếp theo là 56. 56 mà tách ra là 50 cộng 6 nha. Giờ 4 cộng 6 bằng bao nhiêu? 4 cộng 6 thì bằng 10 đúng không? Giờ 50 cộng 10 thì bằng 60 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống khai để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 mình sẽ phân vào chữ, mình sẽ phân vào số kết hợp theo mẫu. Như vậy mình sẽ xem mẫu chứ. 8 của 28 bằng 12 bằng bao nhiêu? Như vậy mình sẽ lấy 28 cộng 12, các em tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng vị. 8 cộng 2 bằng 10. Mình sẽ viết 0 với 1 hàng chục. 2 cộng 1 bằng 3 khi 1 là 4. Như kết quả là 40. Nên mình sẽ phân tròn vào số 40 đúng không? Giờ tiếp theo là câu A. Tổng của 49 cộng 11 bằng bao nhiêu? Như mình sẽ lấy 49 cộng 11. Tổng có nghĩa là mình sẽ thực hiện phép cộng rất nhanh. 49 cộng 11 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. 9 cộng 1 bằng 10. Mình sẽ viết 0 với 1 hàng chục. 4 cộng 1 bằng 5 khi 1 là 6, như kết quả là 60. Nên mình sẽ phân chọn vào số 60 nha. Giờ tiếp theo là câu B. Tổng của 45 và 35. Giờ như mình cũng thực hiện phép cộng. 45 cộng 35 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 5 cộng 5 là 10. Mình sẽ viết 0 nhân 1. Hàng chục là 4 cộng 3 bằng 7, khi 1 là 8, như kết quả sẽ là 80. Mình sẽ phân tròn vào số 80 nha. Giờ tiếp theo sẽ là câu C. Tổng của 16 và 64 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 6 cộng 4 là 10, mình sẽ viết 0 như 1. Hàng chục, 1 cộng 6 bằng 7, khi 1 bằng 8, như vậy kết quả cũng là 80. Như vậy câu C mình cũng phân chọn vào số 80 nha. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống khai để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số này. Giờ câu số 5. Một cửa hàng nước đã bán được một số ly trà sữa và sinh tố như hình vẽ. Hỏi cửa hàng đó đã bán tất cả bao nhiêu ly trà sữa và sinh tố? Giờ như vậy ở đây người ta nói là một cửa hàng nước đã bán được một số ly trà sữa và sinh tố như hình vẽ. Người ta hỏi là cửa hàng đó đã bán tất cả bao nhiêu ly trà sữa và sinh tố. Như vậy khi có chữ tất cả thì mình sẽ lấy số cộng số, mình sẽ lấy 37 ly trà sữa cộng cho 23 ly sinh tố. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu số 5. Bài giải nha. Như vậy người ta hỏi là cửa hàng đó đã bán tất cả bao nhiêu ly trà sữa và sinh tố, thì mình trả lời là cửa hàng đó đã bán tất cả số ly trà sữa và sinh tố này đúng không? Cửa hàng đó đã bán
kẻ xử lý giả sử và sân tấu này. Như giờ mình sẽ lấy 37 cộng cho 23 nhé. 37 cộng 23 bằng bao nhiêu khi mà sẽ tính nhậu? Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 7 cộng 3 bằng bao nhiêu? 7 cộng 3 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Mình sẽ lấy hàng chục cộng hàng chục. 3 cộng 2 bằng 5 khi 1 là 6. Như vậy kết quả là 60 ly. Giờ đáp sớm nhé, là 60 ly. Giờ như mình xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu số 6. Giờ câu số 6, trường em mới trồng được một cây phượng và một cây điệp. Cây phượng cao 25 dm, cây điệp cao 15 dm. Hỏi cây phượng cao hơn cây điệp bao nhiêu dm? Như vậy là mình thấy là ở đây là cây phượng cao 25 dm, cây điệp cao 15 dm. Người ta hỏi là cây phượng cao hơn, cao hơn hay thấp hơn, thì mình sẽ thực hiện phép trừ nhé. Mình sẽ lấy 25 trừ 15 là được, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 6 nhé. Giờ bài giải của mình. Như vậy là người ta hỏi cây phượng cao hơn cây điệp bao nhiêu decimet? Thì mình trả lời là cây phượng cao hơn cây điệp số decimet này. Đúng không? Cây phượng cao hơn cây điệp số decimet này. Giờ như mình sẽ lấy 25 trừ 15. 25 trừ bằng 15 thì bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhậu? Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 5 trừ 5 bằng 0. Hàng chục 2 trừ 1 được 1. Như vậy kết quả sẽ là 10 decimet, đúng không? Như vậy đáp số sẽ là 10 decimet. Giờ như là mình xong câu số 6 nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thì dạng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Khai chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.